rồi anh em hai anh em đi chơi đấy. Đi chơi. Ồ nó lột. Đấy không? Biết thế em phải đeo mẹ lên. Thấy là biết sai rồi. Máy này ngon à? Sao biết anh ngon? Cái bổ nhiều à? À. Máy này ngồi rồi. Thank you.
ôi quẻ lãi rồi. Đấy chứ là trước sao được. Bọn này có tiền không ạ? Bây giờ cỡ được 37. Ui, 6 xe nữa. Quay nhanh nhiều ơi, ai lên đỏ đây. 6 xe trừ thuế, còn 5 xe là quay nhanh. Quay nhanh rồi, anh vẫn đang anh đỏ đấy, anh lưu đỏ đấy. Thế là 6 xe rồi, có lầm rồi. Thấy chưa, máy này nó bỏ, bỏ đi rồi. Có 10 phút kiếm bạn thôi. Ok đi. Thôi, anh cũng làm 1 điểm cái này cho mày này thôi. Châu đổ tiếp. Đây không? Nếu mà trên nữa, lại mấy mạng được. Mẹ nào đó. Mẹ kia, mẹ kia chỉ bao 1 mạng đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ô, chơi thế, chơi lại được mát này là về rồi rồi. Đấy, mình đổi rồi đấy, để đá đây. Đó đâu? Chờ nó sẽ gọi ra. Ơ, đừng, đừng, để nhân viên này. Nhân viên nó ra rồi. Thế đường ra không quẩy. Chờ nó nhìn, thấy mình giờ. Ôi, hôm nay thằng mẹ đi cùng rồi ơi. Bây giờ ra đi ra đây lấy cái tiền thừa quay cho vào nhá. Nuôi cho một man đúng không? Tiền thừa vào đây. Đây lấy. Ờ. Tiền lãi ra kia lấy. Tiền thừa nó đút vào đây lấy này. Đây này. Tiền thừa là cái tiền mà lúc anh đút man mà chỉ thiếu 1 sen đúng không? Đút vào đây. Còn 9 sen đúng không? Đúng không? Nó tự nó ra cho mình này. Ok, nó tự ra này. Đây là 9 xem anh lấy đúng không? Đó. Bây giờ ra đây lấy này. À dê bự. Tiền thừa này, nó cho kẹo. Ủi, nó cho kẹo đây à. Đây ra đủ tiền. Đổi đây. Ngon không? Kiếm tiền nhanh không? Mười lăm phút có tiền luôn. Hôm nay coi như cuốn cái trang cuốn cả ngày luôn. Coi như anh biết cái máy là cái máy thằng kia đang chơi giờ thua rồi nhá. Xong bắt đầu nó đến được mình ăn, vẫn máy còn ăn tiếp nhưng mà thôi, chán thế thôi. Đây tiền mình nhìn này. Tự ra. Mà hai mà. Hai quả 6600 mà. Đây cho chú 2 xe. Thôi cảm ơn. Đập lên đập lại. Cho mày cuốn được. Có ăn gì đâu. Thiếu gì. Thôi về. Này rồi. Thôi chào các bạn nhé. Chúc các bạn xem kênh của mình gặp nhiều may mắn nhé. Đây. Làm vất vả hai anh em từ tối ra đây. Đây là thành quả của ngày anh em của tôi đây. Quán này con gì em nhỉ? Starbucks đây. Món này cũng chẳng hơi bị ngon luôn. Anh bảo một ngày vất vả ấy, bây giờ mình sợ đấy.